gọi là dáng đứng Bến Tre nhá. Nó có những cái địa danh bây giờ cũng còn là dừa, nhưng mà dừa hồi xưa thì hoang dã hơn, với lại dừa cũ cái giống dừa nó không có bằng bây giờ, nó kinh tế hơn, nhỏ trái. Có một loại dừa mà đặc biệt là như dừa sáp đó, nó mắc quá. Ví dụ bây giờ nó ăn tệ nào nó trung bình cũng là 200.000 trái ai mua nổi, trong khi đó dừa mà uống mình là 7-8.000 trái mua ở đây, nhiều khi một trái nó giờ nó mới bán anh. Mấy giờ mới bán rồi. Có bán buổi sáng à? Buổi sáng không? Buổi chiều. Thank you.
đó. Đó. Bên đó nhiều hơn, bên này nó tối nó hơi hẹp lạnh chút. Yeah.
tình thấy mẹ thành phố nó bỏ công xe không biết liền.
còn vô đây ăn tiếp phải không? Vô tiếp không? Ăn cơm tắm à, về cơm tắm đi hả?